Kính thưa quý vị và các bạn, văn học là nhân học. Thông qua văn học, con người thể hiện mình với nhiều cảm xúc, buồn vui, giận hờn, yêu thương khác nhau. Cuộc sống quanh em là chủ đề của cuộc thi sáng tác văn học, đã chạm đến trái tim của từng bạn nhỏ, khơi gợi cho các em học sinh mạch suối nguồn của tình yêu văn học, để từ đó sống tốt, sống đẹp và sống có ích cho xã hội sau này. Cuộc thi sáng tác văn học với chủ đề Cuộc sống quanh em do Hội đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với báo Căn Hoàng Đỏ và Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Cuộc thi gồm hai bản A và B, bản A dành cho học sinh tiểu học và bản B dành cho học sinh trung học cơ sở. Mỗi bản đều có hai thể loại thơ và văn xuôi. Nhiều học sinh ở các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Lắk, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Bến Tre, vân vân cũng đã có những tác phẩm tham dự cuộc thi. Với bản A, những câu chuyện của các bé tiểu học hầu hết lời văn hồn nhiên như những giọt sương mai. Thế giới của các bé là những gì gần gũi và thân thương nhất với tuổi lên 9, lên 10. Nhiều nhất là chuyện trong mỗi ngôi nhà với ông bà, cha mẹ, cô dì, anh chị em ruột. Thứ đến là chuyện lớp, chuyện trường, xoay quanh mối quan hệ với thầy cô, bè bạn, bác bảo vệ và ngay cả với một cây bàn. Ít hơn một chút là chuyện phố phường như bác sửa xe, cô lao công quét rác, ông lão hàng xóm. Và tất nhiên không thiếu những câu chuyện cảm động về những con thú cưng như Milu, Mimi, thỏ con, nai con Bambi, heo đất, vân vân. Tất cả đều ấm áp tình yêu thương, niềm tin cậy và không cần một chút gì toan tính. Với bản B, các em ở bậc trung học cơ sở thì khác, không gian được mở rộng hơn. Những câu chuyện ly kỳ, tinh tế, lắt léo hơn, cũng nhiều tình tiết đan cài và nhiều triết lý hơn. Tuy nhiên, không chỉ tập trung vào những mối quan hệ gia đình hay thầy cô, bè bạn, mà đáng quý hơn là không ít bài thi của các em còn chạm đến được những vấn nạn ở tầm vĩ mô như tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, sự quá tải của hệ thống giao thông đô thị Sài Gòn, v.v. Ngay cả hiện trạng buồn, ở trang lứa tuổi của các em, không ít các em bị áp lực thành tích từ cha mẹ dẫn đến kiệt sức nơi học đường, trở thành kẻ ngược đãi bản thân cũng đã được giống chuông báo động. Qua con mắt sáng trong, ấm áp của các em học sinh, Sài Gòn không chỉ đáng yêu bởi những kiến trúc, di tích, những con đường chợt nắng, chợt mưa, màu lá me xanh, hoa điệp vàng, hay những cánh hoa dầu xoay xoay trong mùa gió, mà Sài Gòn còn đẹp cả tiếng rao đêm của những người bán hàng rong, cô ve chai hay dáng tảo tần của ông lão mù bán vé số, và cả tiếng ồn ào chật chội của những xóm trọ trong và ngoài thành. Trong chuyên mục giới thiệu sách kỳ này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị các bạn và các em học sinh quyển sách với nhan đề Tuyển tập tác phẩm dự thi Cuộc sống quanh em của nhiều tác giả do Nhà xuất bản Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Khăn Quàng Đỏ và Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh phát hành. Quyển sách Tuyển tập tác phẩm dự thi Cuộc sống quanh em, đó là những bài thơ, truyện ngắn, đoạn văn, tùy bút, vân vân, kể về những sự việc, hoạt động hay hành động có ý nghĩa đã và đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, tại trường, tại lớp, tại gia đình và cộng đồng. Ngoài ra, còn có những tác phẩm viết về gương sáng trong thanh thiếu nhi, về thầy cô, bạn bè, tình cảm gia đình, tình yêu cuộc sống. Đồng thời có những tác phẩm thể hiện ước mơ của bản thân trong tương lai và những nghị lực để thực hiện hoài bão của mỗi con người. Quyển sách Tuyển tập tác phẩm dự thi Cuộc sống quanh em còn thể hiện những suy nghĩ góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, thân thiện với trẻ em và sự cảm xúc trước những cảnh đẹp của quê hương đất nước. Đó là tiếng chim hót buổi sáng, tiếng rì rào của sóng biển, là buổi ban mai tươi lành,
là cánh diều tuổi thơ lộng gió, là những tòa nhà cao tầng vươn lên mỗi ngày của một thành phố hiện đại, vân vân. Tất cả đều là những vấn đề mà các em học sinh mắt thấy tai nghe và được thể hiện bằng con chữ, vần điệu trong trẻo, tinh khôi, chân thành và giản dị trong tác phẩm của chính mình. Sách dày 262 trang, cộ 16 x 24 cm, do nhà xuất bản Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công đoàn Đỏ và Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh phát hành. Trân trọng giới thiệu đến quý vị, các bạn và các em học sinh quyển sách tuyển tập tác phẩm dự thi Cuộc sống quanh em.